Xin kính chào bà con. Hôm nay Lưới Đánh Cá đầu sẽ giới thiệu với bà con hai cái sản phẩm, đó là lưới cướp Thái ba màn. Thì dòng sản phẩm này có cùng một thông số, đó là cao 2m, dài 100m và mắt lưới là then 5-10 phân, cước là 2.5, mác là sư tử biển, xịn cho bà con. Thì cách đây khoảng tầm 1 tiếng đồng hồ về trước, A Đấu có trực tiếp trên kênh YouTube của Lưới Đánh Cá A Đấu và giới thiệu cái công đoạn gặp chì chân cho bà con. Cái dòng sản phẩm này thì làm theo yêu cầu rồi, làm theo yêu cầu cho một khách hàng. Thì thiết kế cho bà con, như bà con đã quan sát thì thắt dây bô và phao số 2. Vì cái phao số 2 này nó đáp ứng được cái chiều cao tổng thể khoảng 2m, là bà con thả chìm thì nó sẽ chìm xuống, ở phao nó sẽ vẫn đứng ở giữa cái khung nước. Thì sản phẩm này thì bà con thấy đấy, cái độ nặng của một tấm lưới như thế này, nó nặng là 4,5 cân cho một tấm lưới như thế này. Thì hai tấm lưới này nó là 200m, thì tổng thể là 9kg, 9 cân cho bà con. Thì thiết kế cho bà con túi rất là sâu. Thì đây là dòng sản phẩm mắt lưới là then 5. Then 5 là 10 phân, đánh cá từ 5 nặng một con đổ lên bà con ạ. Một con là 5 nặng hất lên cho đến 4-5 cân đều được. Thì mắt lưới then 5 đút lọt 35.000 bàn tay, 5 ngón tay như thế này. Thì là để giúp cho bà con hình dung ra được về cái thông số mắt lưới cũng như là thông số con cá bà con cần. Chất lưới ở đây thì bà con khỏi chê luôn, tại vì từ xưa đến giờ A Đấu chỉ làm hàng xịn, hàng cước tái xịn buồm vàng và hàng phước thái xịn sư tử hoàng con kim này cho bà con. Nhìn tổng quan của dòng sản phẩm này thì bà con thấy là rất là đẹp, rất là ưng ý luôn. Nếu như bà con chưa từng trải nghiệm thì bà con nhìn trên video đã thấy đẹp rồi, còn nhận thì thực tế là rất là mỹ mãn những cái dòng sản phẩm như thế này. Nếu như bà con muốn đặt một trong những cái sản phẩm mà hàng thừa hàng đặt theo yêu cầu thì liên hệ với A Đấu. A Đấu sẵn sàng tư vấn cũng như là có những cái giải pháp cho bà con để đánh bắt một cách hợp lý nhất.